Tiếp tục series ở bãi biển Nha Trang nha. Hôm nay mình sẽ chinh phục Vinpearl Nha Trang với các trò chơi ở đây nha mọi người. Mua vé thì qua vé 750.000 cho người lớn và 560.000 cho trẻ nhỏ nha. Tàu lượn siêu tốc. Đấy, có rất là nhiều trò chơi hôm nay mình sẽ khám phá trong ngày hôm nay tại Vinpearl Nha Trang. Mọi người cùng theo dõi cũng như là đón xem cố gắng với tôi nhé mọi người. Đừng quên cho một like, một chia sẻ. Rồi, này có bắn xe bầu trời, vịnh sao nổi, đồi vạn hoa, công viên nước, vườn quý vương, cung điện hải vương. Hầu như là mình sẽ đi rất nhiều. Đi hết từ đâu thế, không có lại gì hết. Vinpearl Nha Trang. Rồi, mình đã mua vé xong. Hả? Xem bao lâu mà đủ đi một chút. Không có bắt tài đi chưa? Thì sao? Chết rồi. Thì được mang nước qua thôi nha mọi người. Mình kiểm tra ba lô nha. Chú này khổ kiểm tra đi. Dạ đúng rồi, chú nhỏ. Rồi em xin phép ăn nha, rồi em cảm ơn. Ta mới thử một trái. Sao? Cầm chai nước con. Nó lại không cho mang đi nhỉ. Không cho mang nước luôn à. Đây. Sau đây mình sẽ lên tàu để đi qua đảo Vinpearl nhá. Vinpearl này mọi người, giá 750k nữa à.
rất tiền nha. Rồi mình sẽ đi vào trong để đi tham quan cũng như vui chơi ở bên Vinpearl nha. Để có cảnh đẹp sẽ quay cho cả nhà cùng xem. Bên này chắc mà đi bộ chắc đuối chân luôn đó mọi người, rất là rộng lớn nha. Rất là lớn, rất là rộng ha. Đây tối sẽ rất là đẹp nha. Tối mọi người các mình còn ở mình sẽ quay cho cả nhà xem. Ở nhà rất là lớn luôn. Như lâu đài á mọi người. Rất là lớn luôn. Như các bạn qua Vinpearl Nha Trang thì rất nhiều trò chơi là cho trẻ em nha mọi người. Tất cả các trò chơi ở bên này đều là miễn phí, không thu thêm bất cứ một phí gì cả. Với rất nhiều trò chơi cho trẻ em hoặc người lớn, những trò chơi cảm giác mạnh. Với giá vé người lớn là 750k không bao gồm mà phê ăn uống, và trẻ nhỏ là 560k không bao gồm ăn uống nha mọi người. Với một mức giá tương đối mình cảm thấy rất là hợp lý, vì có rất nhiều trò chơi và tất cả đều là miễn phí, mọi người có thể chơi cả ngày chưa hết trò chơi đó mọi người. Trò chơi rất là hấp dẫn, mới được thiết kế cũng như được làm rất là đẹp. Yeah.
chơi được đâu. Trượt thôi. Quá lạ. Go, let's go. Đầu đi cả nhà ơi. Xây dựng, nhìn đã không? Để đang bên kia đang xây dựng là Vinpearl City Nha Trang này. Rồi, đây mình sẽ thấy cái chữ Vinpearl trên luôn nha mọi người. Này mình nhắn quay đó cả nhà, mình nhắn quay đấy. Không cho quay phim cho bẩn đâu. À. Hai bố con đi nè. Hello cả nhà. Hello nha, mình đi xe trượt nha. Cái này nó đâu mình đâu phải điều khiển đâu, dây nó vẫn đang kéo. Đi. Trời ơi, nó cao chưa mọi người? Trò chơi đầu tiên của ngày hôm nay nha. Ván trượt. Nắng quá, đi giờ này nắng quá, có đội nón không? Dạ, nón như vậy thôi nó bay. Tóc kìa. À, kết thúc. Mình vướng cái xe 99 chạy yếu quá, chạy chán quá. Đẩy xuống cho nó xuống dưới đây luôn. Cho nó khỏi nắng. Kết thúc xe bắn trượt nhá. Cảm giác của mommy sao rồi? Thở rồi. Lạnh búa thôi, săn mặt rồi. Săn mặt. Lạnh búa thôi, bạn chết thôi. Ở sao? À, hiểu rồi. Cảm giác mạnh nha cả nhà. Yêu. Ôi, cảm giác mạnh đây. À, mọi người phía sau đang xem cảm giác mặt đó. Cái đó dốc ngược luôn kìa. Cái đó sợ lắm. Ôi, cái đó hơi bị ghê. Bên đây là trò chơi thỏa sức chơi nha cả nhà. Đây là các trò chơi cảm giác mạnh nhá. Chú quay thiên đường nè. Đúng rồi. Đây là gọi là trò đu quay thiên đường. Thôi chẳng chơi đâu. Chơi cái tròn này ta chóng mặt lắm. Ừ, cái tròn chóng mặt lắm.
chóng mặt gì chứ. Rất là nhiều trò chơi để chơi nha cả nhà. 700k tha hồ chơi. Đấy, sau đây là Vinpearl ở phía xa. Đây là trò chơi tàu bay cho các đua xe trên không. Chạy nó vẫn chơi, nó chơi. Đi bàn. Đó, rồi nó nóng. Chơi giờ này nắng quá. Này chiều mát rồi chơi ngon. Nắng quá hả? Trời ơi, nắng quá kìa. Rồi, em nữa đi. Cho nó bay luôn đi. Rất nhiều trò cho cả nhà sẽ chơi. Giờ bắt đầu chơi là cái trò đấy. Má cái thả hứng rồi. Và từ trong kia có một cái ở ngoài đầu này có một cái chỗ sạc điện. Bây giờ Vin là của Vin Group hết. À, của Phạm Nhật Vượng hết á. Con nít là chơi mấy trò này. Bên đây là bao trò chơi. Sao mà nó tính toán hay sao mà rớt được. Cái này nó bảo trì hàng con. Rất nhiều trò chơi cảm giác mặt để chơi trên với em. Và đây là trò đua xe trên không. Đua lại trên đây rồi. Đây, vô tiếp tục chơi trò chuyến phiêu trong hầm mộ nè. Đây, đào vào thôi. Hôm nay mình sẽ chinh phục. Chuyến tàu đã kết thúc, mình chuẩn bị lên.
từ từ bây giờ tôi ấy được lên ngàn hai đứa này ấy chuyến tàu này nhá, chuyến tàu mang biển số 60 Bái Đỉnh chuẩn bị lên khám phá phiêu yêu hầm mỏ đấy, hai nữ lái tàu, hai đứa tàu chào cả nhà đây. Cảm giác rất là kinh khủng. Trời ơi. Cứ nhắm mắt cúi đầu. Quá hoảng sợ. Lên lấn người. Không, không cần gì đâu, máy cầm được. Cái gì thế tỏa á? Máy cười một tuần. Nhìn một chàng. Lái tàu này, lái tàu về an toàn được không? Kết thúc. Thôi tàu nằm đi. Quá mệt. Xong một trò chơi nữa nha mọi người. À, mình xin kết thúc phần 1 Vinber tại đây nha mọi người. Video quá dài, mình có thể theo dõi những video tiếp theo về chuyến tham quan tại Vinber Nha Trang năm 2022 của gia đình Bầu Cạn quê tôi. Nếu các hay đừng quên bấm like, đăng ký kênh và chia sẻ kênh để ủng hộ cho mình nhé mọi người. Với một mức giá tương đối ok 750k thì mọi người có thể khám phá và vui chơi một ngày không hết các trò chơi tại Vinber. Cảm nhận rất là tuyệt vời, những trò chơi được thiết kế rất là hiện đại, sang trọng. Hãy đến Vinber một lần để khám phá những nét đẹp, những trò chơi cảm giác mạnh nhé mọi người. Bye bye mọi người và hẹn gặp mọi người những video tiếp theo.